Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh truyền hình Lào Cai. Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2020 với chủ đề nghiêm chỉnh chấp hành chính sách pháp luật trong sản xuất kinh doanh và quảng cáo thực phẩm. Theo đó, tháng hành động vì an toàn thực phẩm diễn ra từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5 năm 2020. Tuy nhiên, trong tình hình dịch bệnh do COVID-19 đang diễn biến phức tạp, thực hiện nghiêm chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, Lào Cai sẽ không tổ chức lễ phát động hay các hội nghị triển khai tại các cấp mà chỉ chỉ đạo bằng văn bản yêu cầu các địa phương tăng cường công tác truyền thông, nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp quản lý, doanh nghiệp, nhà sản xuất và người dân về an toàn vệ sinh thực phẩm. Trong đó, phấn đấu ít nhất 50% Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn được kiểm tra công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, giảm thiểu ngộ độc, chủ động phòng chống các dịch bệnh nguy hiểm liên quan đến thực phẩm. Công tác truyền thông cũng tập trung vào phương thức tuyên truyền trên loa phát thanh, tuyên truyền trực tiếp qua công tác kiểm tra, treo băng rôn khẩu hiệu. Nội dung truyền thông không chỉ tuyên truyền giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức mà còn tuyên truyền văn bản của các cấp về các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm trong phòng chống dịch bệnh nói chung, đặc biệt là phòng chống dịch COVID-19 và các nhiệm vụ giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp đảm bảo về phòng chống dịch bệnh, an sinh xã hội. Dù tình hình dịch bệnh vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, nhưng với tinh thần biến khó khăn thách thức thành thời cơ, trường Trung học cơ sở Hoàng Hoa Thám thành phố Lào Cai đã sớm lên kế hoạch và triển khai tổ chức các hoạt động dạy học trực tuyến cho học sinh ngay từ những tuần đầu kéo dài thời gian nghỉ phòng chống dịch bệnh COVID-19, qua đó đã kịp thời cung cấp kiến thức, đảm bảo chương trình học cho học sinh, tạo được sự đồng thuận tin tưởng của phụ huynh. Gần 2 tháng nay, hoạt động học trực tuyến qua phần mềm Zoom đã trở nên quen thuộc với em Tô Minh Châu, học sinh lớp 6G, trường Trung học cơ sở Hoàng Hoa Thám. Theo đúng thời khóa biểu, trước các tiết của mỗi môn học, em lại chủ động chuẩn bị bài, sách vở và kết nối phòng học Zoom của các thầy cô giáo phụ trách theo mã ID đã được cung cấp. Do có thời gian dài được làm quen, việc học và trả bài qua Zoom không còn khó khăn mà đã mang lại hiệu quả tích cực với Minh Châu em cảm thấy khi học học online qua mạng như thế này thì cảm thấy rất vui bởi vì là tuy không thể đến trường được nhưng mà vẫn có thể giao tiếp với các bạn và thầy cô qua những bài học trên mạng. Em đã chủ động phân chia thời gian để có thể có thời gian học và những bài giảng nào mà em cảm thấy không hiểu thì có thể hỏi thầy cô hoặc là có thể hỏi các bạn. Và em cảm thấy là mình có thể qua những cái bài học này mình có thể phát huy được tính tự học của bản thân mình ạ và chủ động hơn vào những bài học ạ. Sau một thời gian triển khai, hiện nay hầu hết các em học sinh nhà trường đều hào hứng tích cực tham gia, qua đó phát huy được tính chủ động của học sinh trước mỗi bài học. Tuy nhiên để gặt hái được những kết quả khả quan này là cả sự nỗ lực cố gắng của đội ngũ cán bộ giáo viên nhà trường trong việc tiếp cận phương pháp dạy học mới, từng bước nâng cao kỹ năng công nghệ thông tin và nhận được sự đồng thuận của các bậc phụ huynh ngoài cái việc là dạy học tương tác trực tiếp với học sinh qua zoom thì mình cũng đã có những cái giải pháp đó là quay lại các cái tiết học đó để gửi lên trên youtube hoặc là gửi qua zalo gửi qua facebook để cho các em có thể là những em mà chưa hiểu được bài thì có thể xem lại và những em mà ngày hôm đó chưa kịp tham gia cái tiết học thì có thể là học lại qua đó tôi rất đồng thuận với cái việc học của trực tuyến của các con tôi cũng có tạo điều kiện mọi điều kiện thuận lợi cho con cũng đầu tư thêm máy tính ipad hoặc có những cái đường truyền mạng thật tốt để phục vụ cho con học hành được hiệu quả hơn tôi cũng dành mọi điều kiện mọi thời gian để ngồi cạnh con trong những cái giờ học để có những gì con không hiểu thì mình cũng giảng giải thêm cho con để ứng phó với tình hình dịch bệnh đang có những diễn biến ngày càng phức tạp. Thời gian học sinh nghỉ học có thể còn kéo dài, nên trường trung học cơ sở Hoàng Hoa Thám đã chủ động lên kế hoạch dài hơi cho chương trình dạy học trực tuyến. Bên cạnh xây dựng nội dung dạy học với thời khóa biểu đến hết tháng 5, thì nhà trường còn đưa nội quy dạy và học trực tuyến vào áp dụng và có những cơ chế phối hợp cùng cha mẹ học sinh nhằm tổ chức hiệu quả hơn nữa hoạt động học tập này. Thế đến nay nhà trường đã dạy được hơn 2.000 tiết và ghi hình được 8 cái chuyên đề. À, cơ bản là trong cái tiết dạy online ấy, thì có khoảng 99% học sinh trở lên tham gia. thì trong các tiết dạy đấy thì các em học sinh rất là tích cực, chủ động à, chia sẻ với các thầy các cô và các bạn qua cái bài giảng. tuy nhiên đến bây giờ thì có những cái khó khăn à, trong quá trình triển khai thực hiện vẫn có cái vướng mắc. thứ nhất là về vướng mắc về cái, cái việc kiểm tra, đánh giá, kiểm soát chất lượng của từng học sinh còn hạn chế. thứ hai nữa là về cái việc ứng dụng công nghệ thông tin của một số thầy cô cũng gặp khó khăn khi sử dụng các cái phần mềm thứ ba nữa là một số học sinh là chưa thật sự chăm chỉ tích cực chịu khó là qua cái đợt này thì cũng là một cái cơ hội để các thầy cô bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ ứng dụng công nghệ thông tin để đổi mới phương pháp dạy học còn với các bậc cha mẹ học sinh thì chung tay cùng với nhà trường để thực hiện tốt cái quy chế phối hợp để kiểm soát tốt cái kết quả của học tập của học sinh. Tại thời điểm này, giải pháp dạy học trực tuyến qua các phần mềm Zoom, Zalo hay Viettel Study đang là lựa chọn hàng đầu của ngành giáo dục cả nước nói chung và Lào Cai nói riêng. Với sự chủ động tích cực của các nhà trường cùng sự phối hợp đồng thuận nhất trí cao của phụ huynh sẽ giúp học sinh không bỏ lỡ kiến thức, đảm bảo chương trình của năm học. Những năm qua, công tác quy hoạch trên địa bàn thị xã Sapa có bước đột phá. Nhiều đồ án quy hoạch được giả soát, điều chỉnh, phê duyệt mới, làm cơ sở quan trọng để thị xã tăng cường công tác quản lý đô thị, phát triển hạ tầng và kêu gọi đầu tư. Theo đó, thị xã đã hoàn thành quy hoạch chung đô thị, 14 đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đã được phê duyệt. Đây là cơ sở cho việc triển khai các công trình trọng điểm về cơ sở hạ tầng du lịch dịch vụ, tạo điểm nhấn cho đô thị Sapa. Nhiều công trình dự án lớn đã và đang được triển khai trên địa bàn, như công viên văn hóa Mường Hoa, công viên văn hóa Sapa, dự án khu quần thể du lịch vui chơi giải trí khu Gadi Cáp Treo. Về giao thông, các tuyến đường kết nối giao thông được đẩy mạnh xúc tiến như đường tránh quốc lộ 4D, tỉnh lộ 152, đường kết nối các điểm du lịch cộng đồng. Sau khi thành lập thị xã Sapa và các phường xã thuộc thị xã, việc đầu tư cơ sở hạ tầng tiếp tục được bố trí nguồn lực đẩy nhanh tiến độ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, xây dựng thị xã du lịch theo hướng văn minh hiện đại. Thời gian qua, tiêu chí nhà ở dân cư trong chương trình xây dựng nông thôn mới đã được các địa phương, các tổ chức chính trị quan tâm thực hiện. Đến hết quý 1 năm 2020, toàn tỉnh đã có trên 11.000 ngôi nhà tạm, nhà rột nát được xóa bỏ và có 90 trên 134 xã đạt tiêu chí nhà ở dân cư. Riêng thành phố Lào Cai và huyện Bảo Thắng hiện không còn nhà tạm, nhà rột nát. Cùng với thực hiện xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, trong những năm qua, việc hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo sửa chữa, làm mới nhà từ nguồn quỹ vì người nghèo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã làm mới sửa chữa trên 1.700 căn nhà đại đoàn kết, trị giá gần 30 tỷ đồng. Các tổ chức chính trị xã hội cũng quan tâm giúp hội viên giải quyết khó khăn về nhà ở thông qua các cuộc vận động, từ đó có thêm nhiều căn nhà cũ được cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới. Tuy nhiên hiện nay, toàn tỉnh còn khoảng 1.351 nhà tạm nhà rột nát trên địa bàn của 55 xã. Hiện các cấp các ngành tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm hỗ trợ nâng cấp sửa chữa và xây dựng mới nhà ở, nhằm đảm bảo điều kiện sinh hoạt của gia đình, đảm bảo theo tiêu chí nhà ở trong xây dựng nông thôn mới và thực hiện phương châm an cư lạc nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này người trồng chè ở xã Bản Liên đang bước vào mùa thu hái chè xuân. Đây là thời điểm khá đặc biệt đối với người trồng chè bởi lứa này chè nhiều búp và bán được giá cao. Người dân hy vọng dịch Covid-19 sẽ sớm chấm dứt để đầu ra cho sản phẩm chè bản liền được thuận lợi hơn. Gia đình chị Vàng Thị Trách ở thôn đội 2 xã Bản Liền có gần 2 hecta chè. Nhờ đầu tư cải tạo thay thế trồng mới cộng với đầu tư phân bón nên năm nay sản lượng chè tăng lên đáng kể. Mỗi lứa chè xuân gia đình chị thu hoạch được khoảng 4,5 tấn chè búp tươi. Tại thời điểm này, giá bán bình quân chè búp tươi là 12 đến 15 000 đồng 1 kg, cũng cho gia đình chị thu về từ 25 đến 30 triệu đồng mỗi lứa. So với các cây trồng khác thì chè cho thu nhập cao và ổn định hơn nhiều. Gia đình tôi được hưởng là vườn chè các cụ ngày xưa. Hiện nay tôi lại trồng thêm 5.000 bồng. Thì à, bây giờ à, dân à, chúng tôi chỉ sống à, vì vì chè, chỉ có à, À, có chè thì mới có tiền. thì à, dân chúng tôi à, mong muốn nhất là giá chè lại thêm tăng, tăng giá thêm nữa thì à, dân chúng tôi còn để có tiền chi tiêu các à, các khoản mua mắm, mớ mì chính rồi còn sắm nhiều hức hức ăn các còn quần áo nữa cái gì cũng TV, ừ, còn sắm được tivi xe máy nữa cái gì cũng phải à, xem Bản Liên hiện có gần 470 hecta chè, trong đó gần 300 hecta đang cho thu hoạch. Nhờ phát triển cây chè, không chỉ thoát nghèo mà đời sống người dân ở đây được nâng cao, giàu lên từ cây chè. Bình quân cây chè mỗi năm cho thu hoạch 4 đến 5 lứa, sản lượng khoảng 1.238 tấn chè búp tươi, doanh thu ước đạt gần 20 tỷ đồng. Đặc biệt, năm 2019, sản phẩm chè san bản liền được Cục Sở hữu trí tuệ Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu OCOP 5 sao là động lực để vùng chè hữu cơ bản liền phát triển bền vững. Tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện thứ nhất là cái giải pháp về đốn tỉa tạo tán đúng cái thời vụ, đúng khung thời vụ. Cái thứ hai là thực hiện trồng dặm để đảm bảo cái mật độ của cây chè. Cái thứ ba là tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quảng bá sản phẩm để tạo ra cái đầu ra ổn định cho uh, sản phẩm chè tuyết san của bản liền. Để mở rộng thị trường và giữ vững thương hiệu chè hữu cơ bản liền, huyện Bắc Hà và chính quyền xã kêu gọi đầu tư tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác xã chè hữu cơ bản liền xây dựng nhà máy sản xuất chè ngay trên địa bàn xã. Hợp tác xã liên kết với 310 hộ đồng bào dân tộc Tây ở địa phương trồng và thu hoạch chè hữu cơ theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Việc thực hiện chặt chẽ quy trình sản xuất chè sạch là lý do giúp sản phẩm chè hữu cơ bản liền đến được với thị trường khó tính ở châu Âu như Pháp, Đức, Hà Lan. Cùng với chính quyền, cùng với nhân dân và với doanh nghiệp đã phối hợp và thực hiện tốt các đặt tiêu chuẩn về sản xuất organic trong sản xuất trồng nông nghiệp hữu cơ thì chúng tôi có dưới các tổ nhóm nông dân và có các nhóm trưởng là quá trình sản xuất nông nghiệp cơ chúng tôi sản xuất chéo đấy thì là thứ dân thứ hai đến về nhà máy thì chúng tôi luôn luôn nhà máy luôn luôn phải sạch sẽ và luôn luôn cải tiến về chất lượng và công nghệ thứ ba là phụ trách chuyên trách bán hàng thì là anh ấy phải phụ trách năng động tìm khách hàng mới và luôn luôn theo lắng nghe của người tiêu dùng nhất là các đại lý bán hàng thì cần cải tiến gì chúng tôi sẽ cố cải tiến ngay sự liên kết bền vững giữa doanh nghiệp và nông dân ở bản liền đã tạo ra sản phẩm chè an toàn và có uy tín trên thị trường theo tính toán trung bình mỗi hecta chè của xã bản liền có thể đem lại nguồn thu từ 70 đến 90 triệu đồng trên năm, góp phần phát triển kinh tế xã hội ở xã vùng cao này. Để thực hiện thắng lợi đề án về phát triển văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao gắn với giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc, xây dựng con người thành phố Lào Cai văn minh, lịch sự, thân thiện, kỳ cương. Trong những năm qua, thành phố Lào Cai đã chú trọng triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo tồn, phục dựng, phát huy vốn văn hóa, bản sắc các dân tộc trên địa bàn. Cùng với việc bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc thông qua bảo tồn các loại nhạc cụ, dụng cụ lao động của đồng bào các dân tộc thiểu số, phục dựng, bảo tồn một số nghề thủ công truyền thống của các dân tộc trên địa bàn. Thành phố Lào Cai cũng quan tâm bảo tồn phát triển vốn dân ca dân vũ, điệu múa truyền thống của các dân tộc thiểu số. Thành phố chỉ đạo các ngành chức năng tích cực hướng dẫn các xã, phường kiện toàn thành lập mới các câu lạc bộ văn nghệ, nghệ thuật, câu lạc bộ bản sắc, đội văn nghệ bản sắc. Hiện đang duy trì phát triển 3 câu lạc bộ bản sắc của các xã Tà Phời, Cam Đường, Hợp Thành và 12 đội văn nghệ bản sắc của ba xã phường, tạp vời, hợp thành Bình Minh xây dựng phóng sự phản ánh về các hoạt động lễ hội văn hóa truyền thống bản sắc vốn dân ca dân vũ của các dân tộc tày giấy giao, sa phó đồng thời chỉ đạo các phường xã đánh giá thực trạng phong trào văn hóa văn nghệ trên địa bàn vấn đề bảo tồn phát huy văn hóa truyền thống vốn văn hóa bản sắc của từng dân tộc xây dựng kế hoạch bảo tồn giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trong đó bảo tồn về trang phục, tiếng nói, chữ viết, nghề truyền thống, các loại hình dân ca dân vũ, điệu múa, khen của các dân tộc trên địa bàn phù hợp với thực tiễn địa phương. Thông tin từ Ban An toàn Giao thông tỉnh, trong 3 tháng đầu năm 2020, tình hình an toàn giao thông tỉnh đã được kiểm soát, số vụ tai nạn và số người bị thương đã giảm sâu so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, trong 3 tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh xảy ra 11 vụ tai nạn giao thông làm 9 người chết, 9 người bị thương, So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn đã giảm 39%, số người bị thương giảm 67%. Tuy nhiên, số người chết bởi tai nạn giao thông bằng so với 3 tháng đầu năm 2019. Tuyến đường xảy ra tai nạn giao thông chủ yếu là tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, nội thị. Từ đầu năm đến nay, các lực lượng chức năng đã tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý phạt các lỗi vi phạm thường xuyên dẫn đến tai nạn giao thông. Đặc biệt, từ khi Nghị định số 100 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt có hiệu lực, ý thức chấp hành luật giao thông của người dân trên địa bàn tỉnh có chuyển biến tích cực. Đặc biệt, do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tỉnh chỉ đạo không được tụ tập đông người khiến lưu lượng tham gia giao thông giảm mạnh. Đây được xem là lý do khiến số vụ tai nạn giao thông giảm sâu so với cùng kỳ năm trước. Năm an toàn giao thông 2020 có chủ đề đã uống rượu bia không lái xe. Qua đó nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng, toàn tỉnh phấn đấu giảm tối thiểu 5% về cả 3 tiêu chí: giảm tai nạn giao thông đối với người điều khiển phương tiện giao thông do nguyên nhân uống rượu bia. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.